Trong tập 3 của hành trình du lịch Mỹ, Khoai mời cả nhà mình cùng Khoai thẳng tiến tới thung lũng chết. Nghe cái tên là biết nơi này thiếu sức sống rồi, nhưng mà không sao, Khoai gặp được rất nhiều người dễ thương, rất nhiều cảnh đẹp. Trong tập này, Khoai còn có một cái đêm sóng gió khi mà cả nhóm phải qua đêm trong một cái lều thổ dân. Tối đó gió nó hụ hụ mưa như là bão luôn á. Bù lại thì thời tiết ban ngày quá đẹp. Giữa cái nơi khô cằn đầy xương rồng và cỏ lăn này, Khoai đã quay được rất nhiều cảnh đẹp cho MV của mình. Không giống bình thường. Vậy thôi. Mong bà con cô bác sẽ ở lại đây với Khoai cho tới cuối clip, vì clip này cũng dài lắm nha. Chúc cả nhà mình coi clip thiệt vui trong hành trình du lịch Mỹ của Khoai Lang Thang. Khoai Lang Thang. We don't need a destination, let's go where the river's taking us. 2 giờ buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Sau lưng là Huy Khùng, đây là anh Vinh. Và hôm nay là ngày tiếp theo của chuyến đi quay đầy trắc trở của anh em mình ở nước Mỹ. Hôm nay bắt đầu buổi sáng thì vừa mới trả phòng khách sạn xong và mấy anh em sẽ cùng nhau đi ăn phở. Tự nhiên cái thèm đồ ăn Việt Nam cho nên sẽ kiếm một quán phở ở gần đây để mà ghé ăn. Chỗ này là một thị trấn nhỏ dọc cái cung đường của Khoai đi thôi. Và mọi người sẽ nhìn thấy rất là nhiều những ngôi nhà nằm ngoài mặt tiền đường nhưng mà không có ai buôn bán gì hết. Quy hoạch ở Mỹ thì sẽ khác với các nước châu Á của mình, cho nên là người dân sẽ không được phép buôn bán hay là bày đồ ra trước nhà để mà bán giống như là ở bên châu Á. Nên thường muốn đi kiếm gì đó ăn thì Khoai sẽ đi vô những cái khu vực trung tâm của thị trấn, sẽ có những cái chỗ, những cái chợ, những trung tâm thương mại, mình có thể vô trong đó để kiếm đồ ăn. Phở and seafood. Phở và hải sản mọi người. Hơi lạ. Ủa? Rồi, không có cho ăn ở trong này, chỉ cho mang đi thôi. Ôi kỳ vậy. Ăn phở, đóng cửa rồi mọi người. Chắc là người ta đang sửa chữa hay gì đó nên không có cho ở lại ăn. Đi vào cái mùa thu sắp qua mùa đông như vậy á, được nhìn mấy cái cây thai lá cũng thích lắm. Lâu lâu đi trên đường thì mọi người sẽ thấy có một cái cây vàng ươm như vậy luôn. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tới tiệm phở này, nhưng mà tiệm phở này bị lỗi phong, mong là chủ tiệm sẽ can thiệp và sửa sớm tại vì lỗi này đọc nên hơi kỳ. Nhưng mà người nước ngoài bán mọi người, chứ không phải là người ôi có nhạc Giáng sinh. Rồi kiểu này dính bản quyền chết luôn. Giá phở 10 đô cho tới 12 đô rưỡi một tô, tùy theo kích cỡ. Và Khoai đã gặp được một bất ngờ. Quà chị thích lắm á. Dạ. Ôi chị là chủ tiệm phở đúng không? Ừ. Thì mọi người đây là chủ tiệm phở. Dạ em đi du lịch qua này. Vậy hả? Đi dạ. Long Mau. Em đi 2 tuần 3 tuần gì đó. Dạ. Rồi tối nay ở đây hay là sao? Dạ không, tối tụi em chạy đi tiếp, đi 2-3-4 tiếng nữa lận. Dạ. Dạ. Tưởng tối nay ở lại đây qua nhà chị chơi. Ừ. Làm đồ ăn. Thiệt dạ. Ở lại đi. Hả? Dạ không, đợt này tụi em có kế hoạch nên chắc là lát nữa tụi em đi luôn. Vậy hả? Dạ. Vậy thôi để chị mời phở nha. Order chưa? Dạ em order rồi. Ôi không sao đâu chị ơi. Đi trả tiền lại ngại ghê luôn. Cái hảo đánh của chị không có cái đặc, không có được đặc biệt giống như chỗ khác nha em. Ôi dạ sao trời, có tiền phở là em mừng lắm. Cái dụng quê hả? Hả? Mới tới đây được đó. Dạ đúng rồi, có duyên á, chị rất là thích em. Thích mấy em nè. Thích chị nói với ảnh hoài, chị nói chứ cái thằng này sao mà nó đẹp trai mà cái miệng nó cười có duyên quá. Dạ, khi đẹp trai mắc cỡ chị. Không thiệt. Nhưng mà đừng có chê nha, ở vùng quê hẻo lánh này không có rau quế thất thường á. Dạ, với lại mùa đông nữa, mùa hè thì có rau quế nhiều lắm. Dạ. Ở đây mình mở lâu chưa chị? Chị mở được tính ra là 19 năm. Wow. 19 năm với lại cộng 3 năm đầu tiên của mấy đứa em nó làm không được á. Xong chị lên là chị thích over tới 19 năm nay. Ở là một địa điểm luôn. Hả? Chị ở bên Mỹ bao nhiêu năm rồi? Chị ở được 26, 27 năm gì rồi. Vừa qua năm 95 á. Dạ. Thì phở là chị bảo đảm là ngon, nhưng mà phở gà với lại hủ tiếu á thì nó hơi lai lai. Bởi vì kêu phở bò. Đúng rồi. Tại vì phở gà với phở hủ tiếu á thì phải cặp theo cái khẩu vị của người Mỹ. Họ không có ăn gà có da, họ không có được ăn đùi gà. Như người Việt Nam mình người ta toàn bộ bán ức gà. Dạ. Sao đây? Dạ của em. Tôi ở bên này. Dạ. Còn tôi không rồi. Ôi tô của Jayden bự cho má lửa luôn. Đâu em so với mặt em coi, em để mặt em vô rồi. Ôi bự bằng mặt em, không gấp đôi mặt em luôn. Người có thể nhìn thấy mặt Khoai đã bự lắm rồi nhưng mà tô phở này bự hơn mặt Khoai luôn. Cái sợi phở ở đây rất đặc biệt là nó nhuyễn nhuyễn, Nó nhỏ hơn nhiều so với sợi phở mình ăn ở Sài Gòn. Nước phở thì cũng trong, có hành lá, ngò rí, lá sách bò nè, xong rồi có mấy miếng phở tái. Mọi người có thể nhìn thấy mấy cái sợi giá ở đây mập lù à, bự lắm luôn. Xong rồi bỏ một miếng ớt lên trên. Ớt này nhìn như vậy chắc là không cay lắm đâu, mình sẽ bỏ nhiều một chút. Ui, chị chủ quán trả tiền hả? No. Mọi người ơi, chị chủ quán tự nhiên chị trả tiền lại, chị kêu là đãi mấy anh em, ngại quá. Nó là thanh mọi người. Nó kiểu thanh thanh, ngọt của cái nước hầm xương á. Cho chị mời ba em 3 ly trà Thái nha. Tiệm chị đặc biệt trà Thái ngon đó. Dạ. Nè, uống thử nha. Cảm ơn chị nhiều, cảm ơn chị nhiều. Uống cà phê sữa đá không? Cà phê sữa đá theo kiểu Việt Nam. Dạ hỏi uống trà Thái được. Thử nha. Dạ dạ. Ngại quá mọi người. Cái sợi phở nó nhuyễn, hơi dai một xíu. Hình như là sợi phở này làm từ cái bánh phở khô chứ không phải làm từ bánh phở tươi, cho nên là sẽ cảm giác nó không phải là mềm tan trong miệng. Khoai sẽ ăn thử cái lá sách và cái thịt bò tái nha. Lá sách giòn sật sật luôn. Khoa thích cái lá sách ở tiệm này, nó không hề bị hôi, người cảm giác ăn giòn giòn sật sật, thích lắm. Đi Mỹ khoảng tầm 4-5 ngày thèm đồ ăn Việt Nam á, xong rồi được ăn một cái tô phở nóng như vậy giữa cái trời lạnh, gặp được chị chủ quán dễ thương nữa mọi người. Nói chung là bắt đầu một buổi sáng rất là đặc biệt. Trà sữa trân châu trên đất Mỹ mọi người, được chị chủ tiệm tặng. Hơi ngọt một xíu, cảm giác mà mình uống trà mà có cái viên trân châu trong miệng nhai nhai á, đỡ ghiền lắm luôn á. Cảm ơn chị. Không biết khi nào mới gặp lại được nữa. Muốn chị Việt Nam gặp đi. Dạ. Chị Việt Nam gặp đi. Dạ. Việt Nam gặp cà phê ha. Dạ. Rời khỏi tiệm phở dễ thương, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thẳng tiến tới Thung Lũng Chết, một cái nơi nghe tên là biết thiếu sức sống rồi. Hành trình tới Thung Lũng Chết xa lắm, phải tới cuối clip này mới tới được, cho nên là bà con cô bác mình ráng coi tới cuối clip nha. Có rất là nhiều điều thú vị ở Thung Lũng Chết lắm luôn á. Quá giòn, quá ngọt. Có người hỏi Khoai á, là lái xe đường dài lâu như vậy á, có chán không? Thì Khoai xin trả lời là không chán, tại vì có tiết mục karaoke trên xe mà. Này người tình cầm tay ai nhé, dù đã chờ. Mọi người sẽ nhìn thấy phía trước mặt Khoai có một cái dãy núi, và sau khi mình băng qua khỏi cái dãy núi này, mình sẽ đến được một cái địa hình khác hoàn toàn so với bên đây. Lúc mà qua đèo thì Khoai thấy rất nhiều những cái ngọn đồi, và những ngọn đồi nhỏ nhỏ đó có một điều đặc biệt là có những ngôi nhà trên đó, giống như là mỗi nhà sẽ sở hữu một cái đồi vậy đó. Tính ra cái nhà mà ở trên đỉnh đồi như vậy thích á, thì Khoai thấy là mình sẽ có cái tầm nhìn ra quang cảnh thiệt đẹp nè. Nhưng mà chắc mấy cái nhà ở đây cũng mắc á, không biết mọi người ở bên Mỹ nhà ở trên đồi như vậy có mắc không? Bình luận phía dưới cho Khoai tham khảo với nha. Chạy thêm khoảng 1 tiếng nữa thì Khoai tới được một thị trấn nho nhỏ, nên là quyết định là đổ xăng với lại ghé mua cái gì đó để ăn vặt luôn. Cây xăng ở đây á mọi người thì thường là mình sẽ tự đổ. Giới thiệu với mọi người đây là món khô bò Mỹ, nhưng mà vị teriyaki của Nhật nha mọi người. Nghe mùi thơm không? Thơm, em mình thử miếng nha. Dai dai dẻo dẻo. Cái miếng khô bò này nó dày hơn miếng khô bò ở Việt Nam mình. Khô bò Việt Nam mình người ta hay đập dẹp ra, với lại ít gia vị hơn ở Việt Nam, và vị mặn và vị hồi khói. Sau khi vượt qua được dãy núi thì mặt trời cũng đã xuất hiện. Bây giờ cũng là hoàng hôn luôn rồi. Jayden nó đang quay cái cánh đồng điện gió phía xa xa kia. Mọi người sẽ nhìn thấy có hàng trăm cái tua bin gió quay cùng lúc, và trong cái ánh hoàng hôn vậy quá đẹp luôn. Cái cánh đồng điện gió này nổi tiếng lắm nha, hầu như ai đi Cali mà qua bên Nevada thì cũng ngắm nhìn nó hết. Hôm nay là Khoai rất may mắn á, khi mà cái khoảnh khắc này lại có nắng, chứ cả ngày hôm nay là trời mây mù không. Phong cảnh phía bên đây dãy núi mọi người có thấy khác nhiều so với phía bên kia không? Hoang tàn hơn, sa mạc hơn, nhiều cây xương rồng, nhiều cây bụi có gai hơn. Và chúng ta còn lâu lắm mới tới được thung lũng chết. Nhưng mà trước mắt thì hãy cố gắng chạy thêm khoảng 1-2 tiếng nữa sẽ tới được cái chỗ nghỉ tối nay. Xa xa mọi người có thể nhìn thấy một cái đám mây nhìn như mấy cái đĩa bay ha. Đang đi giữa sa mạc mà nhìn cái đám mây kiểu đúng rợn rợn luôn ha. Còn cái đoạn này cũng rợn nè. Khi mà Khoai đi thêm cỡ nửa tiếng nữa thì thấy được những cái công trình kiến trúc của tự nhiên. Những vách đá này nhìn cứ giống như là một cái công trình nào đó do con người tạo nên, nhưng không. Những cái lớp địa chất này nó phô ra ngoài vì quá trình phong hóa, quá trình bào mòn từ từ của tự nhiên. Nhìn cũng hay ghê ha. Vô rồi mọi người ơi, đến đây bắt đầu rồi mọi người ơi. Không hiểu sao khung cảnh hai bên đường thì hoang sơ, vắng nhà và buồn man mác, nhưng mà trong lòng mình có cái gì đó nó hồi hộp nôn nao lắm. Mọi người có nhìn thấy ngoài trời lâm râm không? Có một điều rất là lo sợ ngày hôm nay, đó chính là cái chỗ ở tiếp theo chúng ta sẽ ở trong một cái lều giống như là của mấy người hậu dân hồi xưa mọi người. Nhưng mà bây giờ cảm thấy mưa hơi hoang mang một chút. Resort này rất lạ vậy. Cái chỗ này được gọi là resort nha mọi người. Nhưng mà rung quá. Tới thôi. Ghê quá. Sẽ tải của mình. Không hiểu sao để cái đèn chớp chớp ở đó luôn á. Không cảm thấy đáng sợ thiệt đó. Nhưng mà nhìn sợ thiệt mà. Một căn nhà giữa đồng không mong quạnh. Mà dù là lấy phong cách của thổ dân nhưng mà lại trang trí đèn led. Mình thấy hơi ghê. Ghê thật chứ. Ghê quá. Cái tiếng mới thấy ghê đó. Mọi người nhìn kỹ nha. Ở kia có một cái máy cài, kia có một chiếc xe cũ kỹ, có một cái nhà kho nhỏ nhỏ. Đây là bối cảnh trong các phim từng thấy. Không có người nào hết vậy. Hình như không có khách nào luôn á. Có mình là khách luôn á. Bãi đậu xe chống lộng chỉ có chiếc xe cũ của chủ nhà. Lui lại. Ở ngoài gió lớn lắm mọi người mà còn mưa nữa. Tối nay sống trong lều nha. Mọi người thấy cái đèn nó chớp chớp nữa. Sợ quá. Thôi cứ ra đi, cứ ra đi. Chỗ này là một cái khách sạn nhỏ nằm giữa một cái khu sa mạc mọi người. Xung quanh đây cũng không có ai hết, nên cũng không có nhiều lựa chọn. So we got some weather coming in tonight. Oh, really? It'll be raining tonight. Oh my God. That's okay for sleeping okay tonight. The tent? No, it's okay. Oh. We're not sure. So. Do you have any? Yeah. Do you have any? Do you have a heat? The heat there? The heater, but you're camping. Oh. Sau một hồi quyết định thì nguyên nhóm quyết định ngủ lều mọi người. Tại vì mình đã book cái chỗ này vì lý do cái lều nó thích quá. Không thể nào vì một xíu thời tiết lạnh mà bỏ qua. Với lại trong lều cũng có máy sưởi á, có cái máy để làm ấm nên thành ra mình nghĩ chắc không sao đâu. Có vẻ như tối nay chúng ta sẽ là những vị khách duy nhất của cái chỗ này. Háo hức để thấy được cái phòng đó. Mọi người thấy cái lều sáng sáng đằng xa không? Anh không sợ, anh không sợ. Bây giờ anh Vinh nhìn nó phải là anh Vinh sợ. Ủa mình đậu xe đâu? Ở trước lều luôn á. Trước lều luôn hả? Ôi nhưng mà dễ thương ha, có cái bàn nhỏ nhỏ này. Ở này có cái cây phía trước nữa. Cũng dễ xíu về ba nước xong ngủ. Gõ cửa không? Có ai gõ cửa không? Đẹp không? Vậy chưa? Mở đi, mở đi. Vô, anh vô nha. Mọi người ơi, cái phòng đúng nghĩa có hai cái giường hết trơn với lại cái sưởi đây hết luôn. Ở trên đỉnh là chúng ta có một cây quạt hết. Ôi em ơi, nó có cái lỗ giữa nè, mưa một phát là dột rồi luôn. Cái lỗ đó anh thấy nó chùm rồi. Ông chùm rồi, chùm rồi. Ông chùm lại rồi em. Nhưng mà có gió hỏi qua nó đu đưa kìa anh. Không, gió là chắc chắn rồi anh, gió là chịu rồi. Ấm thiệt em ơi, nhưng mà vừa vừa thôi, ấm quá, ngủ nóng lắm. Ở đây người ta có một cái thiết bị, cái giường này đã được sưởi ở dưới lưng cho nên... Ôi anh ơi, làm gì vậy anh? Nên cái giường này nó có thể sưởi á mọi người. Thành ra là mình cũng không sợ lạnh. Không sao, tại vì dù sao mọi người chỉ ngủ tới sáng mai là đi. Sao vậy anh? Cái đèn đó gì nè? Cảm ứng hả? Cảm ứng. Ồ. Khách sạn đặc biệt này Khoai đặt ở trên Traveloka. Ở trên Traveloka thì có nhiều khách sạn để mình chọn lắm. Nhưng mà đợt này Khoai không thích ở khách sạn có tường, có nhà vệ sinh bình thường. Khoai thích ở trong lều. Tại mình cũng tới gần miền Viễn Tây rồi, cho nên là mình thử ở trong lều thổ dân, trải nghiệm thử coi nó ra sao. Nhưng mà tối nay mưa gió quá nên cũng lo nha. Tắm không? Tắm chứ. Anh tắm không? Anh không tắm. Tắm chung. Đi chung một lúc. Đây chính là bữa tối của mấy anh em. Đố mọi người đây là gì? Có ai đoán được không? Đây chính là cơm và bánh mì hồi sáng chị Vân cho. Chị Vân ở ngoài tiệm phở mọi người. Chị Vân ơi, tụi em cảm ơn chị Vân rất nhiều nha. Chị Vân đã cứu tụi em một mạng ở ngoài sa mạc. Ai cho mày nè. Mở ra. Có hấp dẫn không? Ủa quá trời thịt luôn. Tôm nữa kia. Đây là phần cơm đặc biệt mà chị Vân đã gửi tặng cho tụi mình. Bánh mì này của anh Khoai nè. Đặc biệt luôn á mọi người. Trong đây có gà tôm, có thịt nướng, có cơm, có đồ chua, giống cơm tấm quá ha, giống cơm sườn á. Đó là cơm sườn đó. Nhưng mà của anh là cái này. Bánh mì Việt Nam ha. Đây bánh mì Việt Nam nha mọi người. Đồ chua, chả lụa. Đây. Ở trong đây là chả lụa, giò. Nói chung là nhìn ở miền nhớ Việt Nam của mọi người. Mọi người ơi, nó có thịt đỏ đó nè. Thịt đỏ. Cái gì? Chà bông á, ba tê. Cái bông á, cái bông á. Có ba tê với lại bơ nữa. Nói chung là bánh mì Việt Nam. Bánh mì để trên xe 5-6 tiếng bây giờ nó có hơi mềm mọi người. Nhưng mà ăn cảm giác nhớ Việt Nam. Không phải là sáng đó chị Vân cho mình ngại, chứ không phải là mình có thể mua. Thì ngại thật. Tại hồi sáng chị chịu quán ở đó, rồi mình mua thì chị cũng không tính tiền. Đúng rồi. Thành ra mình ngại. Nhưng mà giờ mới thấy quý mọi người. Nhờ bữa ăn của chị Vân mà giờ ba đứa có bữa ăn ngon giữa trời lạnh. Nếu chị Vân đã xem được video này thì hãy biết là tụi em đã bỏ số tiền ăn vào hộp tips. Hồi sáng là chị Vân trả lại tiền. Rồi sau khi Nguyên Đám, tự nhiên mình nói ra vậy nó kỳ không? Nguyên Đám chờ chị Vân quay đi thì bí mật bỏ tiền vào hộp tiếp. Bỏ ớt vô trong nước mắm, nhưng thật ra nó rất giống là tương ớt nha. Nó là tương ớt sriracha đó em. Hèn gì em thấy mùi ngon. Ngon. Mùi vị quen á. Chèn được mắm vô. Lấy một miếng thịt cháy xém xém này, với một miếng cơm. Nhớ Việt Nam mọi người. Ở đây chị có cho cả tôm. Cái cách ướp cũng không giống cơm tấm Việt Nam đâu. Chắc là chị có điều chỉnh lại để cho phù hợp với người Mỹ á. Nhưng mà khi mình ăn á, có một xíu mỡ hành ở trên nè. Rồi chan miếng nước mắm chua chua ngọt. Và cái đồ chua này làm cho mình nhớ Việt Nam. Tại vì mấy cái gia vị với mấy cái đồ ăn kèm này đặc trưng của Việt Nam mình. Mọi người ơi, hiện tại là Khoai ăn một hộp cơm rất là hạnh phúc mọi người. Mà Khoai rất là hạnh phúc luôn. Đúng sao? Mình mới ăn được nửa muỗng cơm mà mọi người. Mà anh Khoai đã bắt Huy quay giùm anh. Anh chưa? Bóc phốt sao? Sao anh? Nói đi anh. Để tăng thêm cái ánh sáng cho Khoai là mình phải hỗ trợ nghề nè mọi người. Để mọi người đó phải làm YouTuber sướng lắm mọi người. Thật sự luôn. Chưa gì hết là đã bị tố cáo rồi. Giờ Khoai sẽ ăn thật nhanh. Khoai sẽ đi tắm mọi người. Hai người này tối nay không tắm đâu. Chắc chưa? Chắc chưa? Mọi người ơi, Cái này là thật lòng nha, hồi nãy á chính Vinh là người hỏi Khoai là hôm nay có tắm không? Khoai nói là không, em không tắm đâu. Thế mọi người đừng tin những gì trên mạng nha mọi người. Đừng tin những cái video YouTube. Không quen các người. Tôi không quen. Chùm ngủ nướng khoai lang thang. Hey. Cứu tôi. Lại là cơm buổi tối hôm qua. Ôi mặt trời vừa mọc mọi người ơi. Phía bên kia là đây. Bây giờ ban ngày mọi người có thể nhìn thấy được rõ hơn cái lều của Khoai ngủ tối hôm qua. Đúng là lấy ý tưởng từ mấy cái lều người Anh Điên, người bản địa ở nước Mỹ hồi xưa mọi người. Xa xa mọi người có thể nhìn thấy có những cái căn mobile home, những cái chiếc xe mà nhà di động á. Mọi người cũng ở đây để ngủ. Cái khu này nó vắng, nó nằm ngay đường quốc lộ bên đây. Và xung quanh đây cũng ít nhà lắm. Thì cứ mỗi một cái khách sạn như vậy họ sẽ có một cái nơi bán nước, bán đồ ăn, bán đủ thứ. Thì những cái xe nó sẽ đến đây để đậu lại, để mà có những cái dịch vụ để mà có thể giống như là ngủ lại qua đêm và cấp nước cho xe nè, hoặc là đổ rác cho xe nè. Wow, bên kia có một cái ngọn núi tuyết đẹp quá. Giới thiệu với mọi người một cái loại cỏ mà hồi xưa mình học ở trong sinh học á, nó có gai nên Khoan dám đá. Nó tên là cỏ lăng á. Nó là một cây bụi thôi, xong rồi tới khi nó già đi thì nó sẽ tự động đứt cái gốc nó ra, xong rồi gió sa mạc thổi thì nó sẽ lăn khắp nơi để sinh sản khắp nơi trên sa mạc. Tối hôm qua gió lớn quá và đây là cây cỏ này nó đã rớt cái chỗ tụi mình. Đá banh em biết cái này, cái đá lăn nghĩa là gì không? Nghĩa là gì? Giá tài. Review mỹ phẩm. Và bây giờ anh em sẽ cùng nhau đi quay một cảnh với lại cái background là núi tuyết này. Ồ, nhìn cái khu này nè, em đi ra chỗ đó anh. Em nghĩ là sẽ có mấy con rắn chuông á. Rắn đuôi chuông hả? Yeah. Hồi nếu mình gặp mấy con rắn đuôi chuông mình sẽ bắt tụi nó, bứt cái đuôi đeo vô cổ, làm vòng cổ. Em sẽ xỉu trước. Không, anh sẽ bứt cái đuôi đó làm vòng cổ. Mỗi lần anh dùng đó, anh lắc nó sẽ kêu lên keng giống như là cái còi tín hiệu. Ủa nhưng mà khu này có rắn đuôi chuông thiệt á. Ừ, nó thiệt quá. Nhìn anh nhìn mấy cái đồng cỏ này mà kêu không có mới lạ. Ôi đừng có đi vô sâu đi, cỏ này chẳng phải có rắn. Đạo cụ của chúng ta. Tóc anh đi dựng nữa hả? Vậy sao trời. Cái dãy núi tuyết phía sau đẹp quá, cho nên là nguyên nhóm là quyết định là mình phải quay được cái cảnh có dãy núi tuyết phía sau này. Đó là lý do sáng sớm thức dậy là bưng cái kiến ra, đứng ngoài giữa sa mạc để quay cái dãy núi liền. Đúng rồi. Tiếp, đau khổ hơn xíu nữa. Mấy cái quỷ cỏ lăn lúc nãy nè mọi người. Hả? Tại vì nó chưa có bứt gốc em, gió mạnh xíu nữa nó sẽ bứt gốc lên, nó lăn khắp nơi. Và nãy giờ mấy anh em đã quay xong Mọi người nhớ đón xem nha. Hãy ủng hộ Khoai Lang Thang, dù Khoai Lang Thang có thể hát không hợp với lại thị hiếu nghe của mọi người. Giờ thì anh em sẽ cùng nhau lên xe để hành tiến tới một nơi khác xịn hơn, đẹp hơn nữa. Đi thôi. Rồi anh em ơi, bỏ tay xuống đây anh em. Cho anh xin điểm cái tiếp với mấy đứa. Sẵn tiếng thôi. Nhiệt độ thì có 10 độ C thôi, nhưng mà cảnh quan thì lại là sa mạc và nắng rất là đẹp, làm cho Khoai có một cái cảm giác rất mâu thuẫn. Và chỗ Khoai đang đi đang là phần ranh giới giữa bang Cali và Nevada. Nếu mà không có gì bất trắc thì khoảng 2-3 tiếng đồng hồ thôi chúng ta sẽ tới được thung lũng chết. Mọi người có thể nhìn thấy xa xa hình như là có một cái hòn muối trắng xóa, nó khô nước rồi nên nó màu trắng ở dưới. Ở phía trên đỉnh núi thì nó đang có một cái dãy núi tuyết. Phía bên đây thì nó lại không có tuyết nha, bên đây núi thấp hơn một chút. Con đường vắng teo mọi người. Chỗ này hai bên đều là sa mạc và lâu lắm mới có một chiếc xe chạy ngược lại. Đẹp quá. Đường vắng xe cho nên là đi thấy thoải mái lắm. Và đường đẹp như vậy chắc chắn là phải dừng xe để mà xuống quay một vài đoạn phim nhỏ và chụp một vài tấm hình làm kỷ niệm rồi. Bây giờ thì nguyên nhóm đã vô được một thị trấn nhỏ, gọi là thị trấn nhưng là thật sự mọi người có thể nhìn thấy nè, cũng rất là ít người sống. Phía trên kia có một cái tiệm bán cơm chiên của mọi người. Có phim History Museum nữa này. Ở đây có burger nhưng mà không ăn burger đâu, ngán lắm rồi. Mình đi ăn cơm chiên nha mọi người. Có một tiệm cơm chiên trên này. Không có một cái cây nào còn lá luôn. Cảm giác xung quanh thưa thớt, ít người, ít nhà. Kê ổ phao Merry Go Round. Đấy, đây, đây. Cái này nè. Hy vọng là nó có mở cửa. Quay xuống coi anh đậu ngay chưa Huy? Chưa, méo xẹo rồi. Anh Vinh là cao thủ đậu xe méo. Đã thấy chưa? Có khi nào đóng cửa không mọi người? Không, tiệm khác em, tiệm trên này. Hi, chào tất cả mọi người, mình là Khoa, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Hôm nay Khoa sẽ dẫn mọi người đi ăn cơm chiên ở nước Mỹ. Chúng ta sẽ cùng nhau đến tiệm cơm chiên ở đây. Hôm nay thứ mấy vậy anh? Hôm nay thứ 6. Ôi xui quá à. 9 giờ sáng hay 9 giờ tối? 4 giờ chiều mở hả? Nhiệt độ bây giờ là khoảng tầm 90 độ C. Sao Khoai thấy hổm rày? Khoai ở bên Mỹ mỗi lần mà Khoai ăn cái món gì mà Khoai thích, tìm cái quán nào là thích rồi vô ăn thì người ta đóng cửa. Giờ thì đang đi ăn cái tiệm cơm chiên là đóng cửa rồi, thì mình quyết định là mình đi ăn beef steak. Ở bên đây có một tiệm chắc chắn là sẽ còn mở cửa. Kéo ra. Sao không đóng rồi? Thì là cánh này nó đóng, cánh này nó mở. Nice. Rồi, em cảm ơn. Chọn bàn đi mọi người. Hi. Yeah, 3 people. Rửa sổ chưa đẹp. Yeah, good. Good. Something to drink? Yeah. Coffee, water, tea. Can I get lemonade? Lemonade. 2 lemonade. 3 lemonade. For me, less ice, please. Less ice? Me too. Yeah, you get a little bit of ice. Yes. Yes. Thank you. Thank you. The Korean classic. Sẽ kêu cái kit menu cho Huy, kêu cho Huy một cái pancake chocolate. Sao? Đây nha. Rồi em sẽ không được ăn gì thêm. No. Em sẽ ăn steak and egg. Nước chanh này là nước chanh đóng trong hộp mọi người. Ở bên Mỹ người ta hay bán nước chanh đóng hộp. Uống cũng ngon lắm, chua rất là đậm. Thank you. Sẽ dễ sốt lên trên salad. my dad worked at classic bars, so they would show up at the school sometimes around the getting married on the same day as the family. Cái sốt mà chan salad đó mọi người, trộn salad nó chua, nó đậm vị giấm, chua lè chua lét luôn á. Nhưng mà không sao, kích thích vị giác, hồi mình ăn steak sẽ thấy ngon hơn. Cái này của anh Vinh. Thank you so much. Mọi người sẽ nhìn thấy có một miếng steak. Đây là khoai tây xào chiên. Chiên à, nhưng mà xào bơ. Nhưng mà anh thích kêu xào được không? Còn đây là hai cây trứng. Oh nice. There you go. Would you like a refill now? Thank you. Nãy kêu không cần. Tại mới ăn xong. Thịt này là thịt thăn lưng mọi người. Mọi người sẽ nhìn thấy miếng thăn rất là dày. Dày chắc khoảng 3 cm luôn á, 2,5 cm. Trời ơi, bạn lắc lắc luôn. Medium rare đúng không? Để xem có đúng chuẩn không. Ủa sao chín hết trơn rồi. Đã thử miếng tiếp theo. Ăn giống Golden Ramsay á. Rồi anh thấy nó không phải medium rare mà nó bị chín quá rồi. Golden luôn rồi em ơi. Cái này là thịt này là golden luôn mọi người, nó bị chín gần như là chín hoàn toàn rồi. Khoai không còn nhìn thấy màu đỏ luôn. Đấy, hồi nãy. Khoai chiên có áo một lớp bột giòn bên ngoài. Nhanh giòn mọi người. Sao nó nó dài quá vậy? Anh cắt sai thớ. Đang cắt vuông thớ này. Thôi rồi. Well done. Rồi mọi người. Không cũng được Huy. Cũng đỡ hơn của em á. Con dao này hơi lục. Cắt muốn chết luôn mà nó không đứt nổi. Nè. Ê đúng rồi. Xui kìa. Cái miếng thăn này dài lắm mọi người. Sao cái miếng steak của mình nó tươi tả tơi quá. Nó như bò khô á. Tự nhiên thì bây giờ mới đầu thấm vô một thứ này nữa. Tối qua không ngủ được, sáng anh tưởng đang tỉnh. Tối anh cũng không ngủ được đúng không? Tối hôm qua mọi người là Khoai ngủ thành 7 lần 7, 49 giấc luôn á. Cứ tầm nửa tiếng 15 phút là thức giấc. Là do bão, tố, giông, gió, đùng là bị giật mình. Với lại gần ngoài đường quốc lộ nên xe nó giết chạy qua ào ào. Thành ra là hôm nay em mặc ai cũng kiểu như là bị mất ngủ hết. Cái bên ngoài nó hơi cháy một xíu hả? Chấm một xíu hot sauce. Cái góc bên đây nó không có bị dính gân á, nó mềm hơn một chút. Nói chung là chỗ này là ở sa mạc nên mình cũng sẽ không có đòi hỏi quá cao. Steak thì không hấp dẫn lắm đối với Khoai, nhưng mà salad thì ngon. Khoai tây chiên ở đây cũng siêu ngon luôn. Khoai chiên siêu giòn, nhưng người ta có áo một lớp bột mỏng bên ngoài á. Thế là ba dĩa, không có dĩa nào được luôn hả? Xem cái quạo chưa. Sao nãy em khen ngon, nãy lúc ổng qua em hỏi em sẽ ok, em kêu ok. Thì ý là em thật sự, em là người dễ tính. Mình là người dễ tính mọi người. Được cái là view đẹp, phục vụ nhiệt tình. Nhạc trong quán cũng hay nữa, salad cũng ngon và khoai tây chiên ngon. Nước chanh best. Chỉ có main dish, chỉ có món chính là không ngon thôi, còn mấy món phụ là ngon. Nước chanh refill unlimited. Ui. Nhưng mà thật ra là trong nhà hàng nó có 3 đứa ngon. Rồi sao anh? 3 đứa ngon hả? Có 3 đứa ngon. Ôi, quá đúng luôn mọi người. Giờ thì mình sẽ cùng nhau đi đến Thung Lũng Chết. Có đi chợ trước em. Đúng rồi. Đi qua chợ mua nước, mua lương thực các kiểu. Để đến đó là mình có thể trữ trong xe để có chuyện gì mình có thể đói thì mình ăn được. Đường tới Thung Lũng Chết á, thì không có những thị trấn lớn vậy nữa. Thành ra là Khoa sẽ gom góp lương thực với lại mấy cái món ăn này nọ. Mấy anh em ăn trên đường đến đó. Chứ giữa đường thì chỉ có những cửa hàng tiện lợi nhỏ nhỏ ở cây xanh thôi, thì nó sẽ không có đa dạng bằng. Đủ ăn ha, còn nguyên đó không? Dạ được rồi, có nước là sống qua ngày. Cái cây rồi mà. Như là bị dụ. Anh Vinh nói là cà chua này ngọt lắm mọi người, mình sẽ ăn thử. Chuối sạch. Cà chua có màu nâu sô-cô-la. Trái cà chua ăn y chang trái cà chua bình thường. Nó chua. Anh cà chua này ngọt lắm mọi người, mình sẽ ăn thử. Không hề có một cái điều gì đặc biệt trong trái cà chua này hết. Mà anh Vinh kêu là ngọt lắm, mua đi em. 6 đô 150.000 tiền Việt Nam. Mọi người ơi, nó để gói gàng nào, sweet brown wrap. Nhưng mà anh thấy ngọt không? Anh thấy giống với cà chua bình thường lắm em. Hơi hở thôi. Em ghét cà chua đó. Lần này là nó anti cà chua. Tức quá, ăn thêm trái nữa nhiều khi trái kia nó không đúng. Sặc. Khoai nghĩ là khoai xui rồi. Khoai ăn nghe hợp với chua mọi người. Hai trái đều chua với nhau luôn. Nhưng mà nó béo thôi. Cà chua mà béo. Anh có vị một cái vị béo trong đó mà. Nếu anh ăn xong anh nghe một cái vị béo trong đó. Không hề béo. Trong ghế thôi. Over fields and through the country, letting go of everything but us. Khoảng 1 tiếng mấy, gần 2 tiếng sau thì Khoai cũng đã tới gần được mấy cái dãy núi ở xa. Giờ thì mình sẽ chuẩn bị đi xuyên qua những dãy núi này để tới với thung lũng chết. Rất nhiều dãy núi như vậy nha. Qua một dãy thì còn một dãy nữa. Ban đầu khi mình nhìn những cái khung cảnh về thấy thú vị, nhưng mà mấy tiếng đồng hồ, mấy cái sa mạc nó cứ lặp đi lặp lại, mấy cái em cỏ lăn nó cứ xuất hiện tới xuất hiện lui thì cũng chán thiệt sự luôn. Mà suốt cái đoạn đường mọi người sẽ để ý là Khoai thấy rất ít người chạy ngược lại, cảm giác cô độc cô đơn lắm luôn á. Có mấy người bạn đi chung chứ nếu mà Khoai đi một mình trong cái cung đường này là Khoai không dám đi đâu. Điện thoại ha, lúc có sóng lúc không nha, chứ không phải là đoạn nào cũng có sóng đâu. Mà cái đoạn nó mất sóng là nhiều khi mình chạy 50-60 cây số mới có sóng trở lại. Lâu lâu gặp mấy chiếc mobile home kéo nguyên chiếc xe hơi phía sau lưng, hoặc là mấy cái anh đi xe đạp như vậy. Tự nhiên mình cũng nổi hứng, chắc một ngày nào đó mình cũng sẽ thử một cái chuyến đi giống như mấy người kia. Khoai lang thang. We don't need a destination, let's go where the river's taking us. Wow, ở phía trước Khoai thấy người ta đứng chụp hình cái sa mạc, nhưng mà nó trống trơn mà, nó đẹp gì đâu, thôi ta chụp dưới người ta. Rồi, mình cũng bắt chước người ta, mình dừng luôn. Đúng. Ở chỗ này á, nó là một cái chỗ phẳng bằng luôn mọi người. Nước này nọ mưa cho nó chảy xuống, nó đóng thành một cái lớp phù sa nho nhỏ. Sau mà khi nắng xuống thì cái lớp đó nó nứt ra. Cho nên nguyên nhóm sẽ quyết định là nằm xuống cái lớp này để mà hát. Khoai nghĩ là nằm xuống thì cái lưng sẽ trắng bóc luôn. Hy sinh vì bài hát, sẽ cố gắng nằm xuống. Ở đây thì Khoai thấy có rất là nhiều bạn trẻ đậu xe lại để mà chụp hình. Có một con đường băng ngang từ dãy núi bên đây xuyên qua cái chỗ bằng phẳng này, lại đâm thẳng lên cái dãy núi trên đó. Xuyên qua bên đó sẽ chính là cái sa mạc lớn mà mình sẽ dự định sắp tới. Thấy cái tay kia rồi. Và đây chính là thành quả. Và giây phút đó cũng đã tới mọi người. Giờ mặt đất này xình không à. Nó kêu, Huy kêu Khoai nằm xuống khác. Sạch đâu? Nó sẽ trắng cái áo của anh. Trắng bột luôn. Giờ mình nằm xuống mình hát là cái mình hình màu trắng. Đây Khoai quệt cho mọi người coi thử nha. Nước. Đây sa mạc mọi người, chúng ta đang có nước. Đây là giống như bị ảo giác đó mọi người, đang giữa sa mạc. Đang hồi lùi cái miếng khăn giấy luôn. Đây, cái khăn giấy này là kiến không? Là cái khăn giấy là dùng để lau đất trên kiến, nhưng mà bây giờ cái mặt Khoai còn dơ hơn cái tấm kiến nè mọi người. Đất không à? Ủa đang xử lý nè. Chúng ta có một loại keo vuốt tóc mới được kết hợp từ nước và đất. Nhờ loại keo này mà tóc của mình được nhuộm màu tự nhiên luôn mọi người. Keo vuốt tóc, đất. Ôi là vậy, chưa tắt bài hát trong túi quần nữa. From the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Thung Lũng Chết là một khu vực rất rộng và Khoai nghĩ là chắc phải mất 1-2 ngày đi vòng vòng thì mới có thể tham quan hết được. Có những cái cảnh đẹp, những cái nơi mà mình có thể phóng tầm mắt ra xa, những địa hình, những màu sắc đất đá, những sa mạc nữa. Nhưng mà ngày hôm nay Khoai không có nhiều thời gian cho nên là Khoai chỉ tới được một vài nơi nổi bật thôi. Địa điểm tiếp theo chúng ta tới chính là một sa mạc cát mà mình sắp tới này. Có một điều đặc biệt chính là hoàng hôn khi mặt trời lặn thì bầu trời kết hợp với cái màu xanh xanh thẫm thẫm tím tím sẽ khiến cho nơi đây trở nên huyền bí hơn. Đúng rồi, trả tiền vé ở đây. Giờ mình phải ghé vào đây để trả tiền vé mọi người ơi. À có cho bản đồ nè anh. Cắm flycam, cắm pháo bông. Dạ. À, chỗ mình đến sẽ ở đây. Đây là những cảnh ở đây, kiểu những cảnh sa mạc thôi mọi người. Nhưng mà trả phí thì theo kiểu là có một cái trạm thu phí tự động ở đây. Cái văn phòng ở đây cũng đóng cửa luôn. Và mọi người nếu mà đi ngang là sẽ tự động chủ động quẹo vô để mà trả phí tham quan ở trong khu này. Ở đây ghi là xe 30 đô. Có giá trị trong 7 ngày. Chọn số 1 trước. Sau đó bỏ thẻ vô. Và hệ thống sẽ trừ tiền mình. Tăng lần. Chúng ta đã trả xong vé rồi. Mình phải chọn nè. 30. Ok. 30 đô. Bye bye. Cái hóa đơn này đồng nghĩa với đây là vé cho chúng ta đi ngày hôm nay. Cái vé này là đây xin bản đồ. Rồi mình sẽ đi qua chỗ mấy anh cảnh sát ngoài kia xin bản đồ. Giờ mình lại mấy anh cảnh sát quay phim là không được đâu, kỳ lắm. Càng tới gần Thung Lũng Chết thì Khoai thấy có nhiều quạ lắm. Và mấy con quạ này nó không có sợ người nha, nó bự chà bá lửa à. Và ở Việt Nam mình quạ thì thường sẽ là một cái điểm không tốt lắm. Nhưng mà Khoai nghĩ ở bên đây người ta không có mê tín như vậy đâu. And you can almost see the parking lot. Actually you can see the parking lot. You see cars pulling into the parking lot. So you're like 2 minutes away. Yeah. Đây. Đắt vé đi nữa luôn hả? Dạ. Nó một đường mà. One way. Pay user no camping. Trước mặt Khoai chính là cái đồi cát. Thật ra đồi cát này cũng không quá đặc biệt. Tại vì Việt Nam mình cũng có rất nhiều đồi cát. Nhưng mà ở đây tại vì trên cái cung đường cho nên là nguyên nhóm quyết định ghé đây luôn. Nhưng mà có điều khác biệt á là những cái đồi cát ở đây được bao quanh xung quanh là mấy cái dãy núi cao. Đấy, giờ Khoai đang cầm một trái mận của Mỹ Khoai mua ở trong siêu thị. Cái vỏ ngoài thì nó hơi chua chua nhẹ, giòn. Trong ruột thì rất là ngọt. Ngon mọi người. Hình dáng của nó thì nhìn giống như là trái mận ở ngoài Bắc mình á, nhưng mà nó được phóng bự ra. Ở đây mọi người đem mấy cái tấm trải ra xong rồi ngồi ngắm cảnh thông thả, nhìn cũng thích lắm. Không khí có 10 mấy độ thôi, mát mẻ. Để cho cảnh quay đẹp nhất thì nguyên đám là quyết định là phải đi lên tới cái đồi cát cao nhất. Không cao nhất thì cũng phải cao hơi hơi. Tại vì khi mình đứng ở phía trên cao như vậy thì mình mới có thể phóng tầm mắt ra xa và quay được cái khung cảnh phía sau là những dãy núi. Chứ đứng ở mấy cái đồi cát thấp quá thì mấy cái đồi cát cao nó che mất tiêu mấy dãy núi rồi. Nãy giờ Khoai đi được mấy góp xíu mọi người. Thì ở Việt Nam mình cũng có mấy đồi cát giống Vy, nhưng mà ở đây nó khác một xíu là thời tiết lạnh hơn vào cái mùa này, và xung quanh có nhiều núi hơn, núi cao hơn. Mọi người đang cố gắng leo ra ngoài giữa kia để được lên những cái đồi cát cao nhất, để khi quay có thể nhìn thấy được những cái ngọn núi sừng sững phía xa. Đi trên cát ấy, nó có một cái khó khăn là mình đạp tới đâu nó trượt tới đó, mất nhiều năng lượng hơn so với đi trên mặt đất. Chứ vừa đi vừa thở. Trên này có mấy cái trái uống nước được nè. Uống vô cái miệng trào bọt mép. Không ai cứu không kịp luôn nha. Mọi người thấy có một đốm đen không? Đốm đen đó có thể là một đôi giày. Thường ở những chỗ hoang vu xung quanh không có người như vậy, mà lại có một đôi giày, thì những đôi giày đó có thể đã bị nguyền rủa. Những đôi giày bị nguyền rủa này sẽ phát ra một năng lượng thu hút người ta tới để chiếm hữu lấy đôi giày, chiếm hữu lấy nó. Và khi cái người đó nổi lòng tham chiếm hữu đôi giày này thì về nhà sẽ bị mắc lời nguyền. Lời nguyền đó chính là mọi người sẽ phải mang đôi giày này 24/24, đi tắm cũng mang, đi ngủ cũng mang, đi chơi cũng mang, đi ăn cũng mang, hay là đi vệ sinh cũng phải mang, cho đến một ngày chân của bạn sẽ bốc mùi và thối rữa, hay khi đó bạn sẽ được giải thoát. Không giống bình thường. Chạy theo anh kìa. Chạy thôi. Ôi nhìn sợ thiệt, hồi nãy mọi người có thấy rõ không? Mà nó còn có cái màu mà kiểu thẫm thẫm giống như màu máu mà bị phơi nắng vậy. Cô đây. Mệt quá. Yeah. Núp nghe chỗ này gần như cao lắm luôn rồi. Cát này lạnh lắm mọi người, và mọi người nhìn kỹ thì nó có màu đen, màu vàng, màu trắng, màu lộn xộn. Nó giống như màu của đá ở trong mấy cái vách núi á. Nắng lên nó chiếu qua mấy cây ngọn đồi cát. It's the hope of the choir as they sing. It's the snow, it's the fire, you and me. Cát len lỏi từ ngoài quần áo cho tới ở trong tay áo, cho tới trong giày. Bây giờ là chuẩn bị tối rồi mọi người, xong có một chiếc trực thăng bay tới, chắc là sẽ nhắc nhở tụi mình phải đi rời khỏi khu này sớm. Dây sau lưng kìa. Đói bụng khát nước, vì lạnh nữa. Bây giờ Khoai với lại mọi người sẽ cùng nhau đi Las Vegas, một thành phố mấy tiếng tới 2 tiếng rưỡi, 2 tiếng đến 40 phút, 2 tiếng 40 phút đi tới Las Vegas. Là bây giờ mình khoảng 8 giờ mấy tối mới tới được, mà không có internet ở đây, là không có 4G, không có đặt được phòng khách sạn luôn, từ sáng tới giờ không có mạng. Nên bây giờ là cố gắng chạy tới chỗ nào có mạng thì sẽ bật lên để mà đặt khách sạn. Tối nay mình sẽ cùng nhau ở Las Vegas. Yeah. Đánh poker. Anh muốn kiếm tiền không? Mình sẽ chơi poker, mình sẽ all in với mấy ông lớn. Sao rồi? Mình cầm về 1 triệu đô. Ủa em không có đem đồng xu nào qua đây mà em đòi all in là sao Huy? Mượn của anh. Anh biết mấy món nợ nó từ đó ra không? Phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ, nguyên nhóm mới đi được ra tới gần chỗ đậu xe, và chúng ta đã gặp được một sinh vật lạ. Gì? Con chuột đâu? Con chuột, nguyên con chuột luôn. Ủa nếu cái chuột này cái rắn đó mọi người. Ôi chuột dễ thương vậy. Đuôi dài rồi. Đuôi dài lắm kìa. Ôi nó rắn bốc à. Anh quay được không vậy? Chuột sa mạc đúng rồi. Con này là con Pokemon đó. Hello. Hồi phục nó đi. Ủa nó dẫn đường cho mình kìa. Đâu rồi, nó đâu hết. Đùi sao con rắn đó ăn thịt nó xong hết. Nó cắn thịt mình. Ở đây mình chạy không kịp luôn. Chạy tới xe rất nhanh luôn á. Ở đâu? Ở trong này nè. Bên kia luôn. Yeah, đúng xe. Thật ra thung lũng chết rộng lắm, nhưng mà ngày hôm nay Khoai không có đủ thời gian để mà ở lại thung lũng chết và khám phá đầy đủ. Nguyên đám phải đi về Las Vegas và chắc là hẹn thung lũng chết ở một dịp khác để mà mình có thể khám phá nhiều hơn. Tập sau chúng ta sẽ cùng nhau đến thành phố Las Vegas, thành phố giải trí nổi tiếng với rất nhiều show diễn. Và Khoa sẽ nghỉ ngơi một ngày ở đó không quay MV. Mình sẽ ở trong thành phố và đi ăn uống, vui chơi. Hẹn gặp lại mọi người ở clip sau ở kênh Khoai Lang Thang nha. Cảm ơn mọi người đã coi tới đây. It's the hope of the choir as they sing. It's the snow, it's the fire, you and me. I wait for this day every